Em xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe ngày hôm nay em giới thiệu anh chị các bạn đây đó là một chiếc xe Lexus RX 200T sản xuất là 2016 lên form của RX 350 phiên bản mới. Xe là phiên bản nhập Nhật. Hiện đang có mặt tại cửa hàng là Auto 31. Địa chỉ đơn vị là số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu. Đây là tổng quan chi tiết về chiếc xe, anh chị có thể thấy qua thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao. Phần đầu xe đã được lên form, cũng như là có những tính năng an toàn như là cảm biến. Mâm trang bị mâm hợp kim đa chấu, những phần nốp náp của chiếc xe vẫn còn rất là mới và dày. Đấy, những chi tiết đường led của chiếc xe thì em quay lại anh chị thấy. Vành được lên vành đa lan rồi. Dọc thân xe với những đường gân dập nổi cũng như là hệ thống sơn si của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Gương kính chỉ điện tích hợp báo rẽ đầy đủ. Ở phần đuôi xe đây anh chị có thể thấy qua thì nó có trang bị hệ thống đèn led được tạo hình cũng như là cái kiểu dáng của chiếc xe trông rất là thể thao trẻ trung. Công nghệ an toàn của xe Lexus thì nó cũng có rất nhiều. Cốp thì sử dụng là hệ thống cốp điện, giúp anh chị và các bạn có thể mở cốp một cách nhẹ nhàng. Đây là những phần bậc cốp của chiếc xe, anh chị có thể thấy không hề có hiện tượng xước xác gì cả do chở đồ nặng. Những phần ốc bản lề, ốc cánh cửa của chiếc xe thì vẫn còn nguyên bản. Chất lượng của chiếc xe này phải nói cực kỳ hoàn hảo, lịch sử bảo dưỡng đầy đủ anh chị ạ. Có gập ghế hàng ghế thứ hai bằng gập điện và lớp sơ cua theo xe đây, anh chị có thể thấy qua. Đấy, tổng quan chi tiết thì em quay rất là rõ và kỹ cho anh chị các bạn có thể tham khảo. Khi anh chị và các bạn xem mà cảm thấy ưng thì có thể liên hệ em theo số điện thoại tag trên màn hình, ta cùng trao đổi cũng như nhận được các ưu đãi tốt nhất từ cửa hàng. Bản này thì nó sẽ sử dụng khối động cơ là 2.0, với RX 350 thì nó sẽ sử dụng động cơ là 3.5. Tổng quan chi tiết về không gian ghế ngồi ở hàng ghế thứ hai thì nó cũng có đầy đủ những tiện nghi như là hệ thống rèm che nắng hai bên cánh cửa này, rồi là hệ thống lên xuống kính, loa ở trên phần cánh cửa này, và có trang bị cho anh chị và các bạn cửa gió điều hòa trung tâm. Ghế trang bị chỉnh điện có độ ngả sâu, giúp anh chị và các bạn có thể có độ duỗi chân ngả thoải mái hơn để có thể nghỉ ngơi cho những chuyến đi xa không bị mệt mỏi. Phần trần xe thì nó có trang bị cửa sổ trời. Những tiện ích của chiếc xe thì nó là một mẫu xe thực dụng với những tính năng sử dụng rất là dễ dàng. Đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh lái của chiếc xe, anh chị có thể tham quan cùng em. Đây là một những chi tiết để các bác có thể đánh giá được là chất lượng của chiếc xe, nó có bị đâm va hay ngập nước gì không, về có bị thay thế gì không. Đây là những cái điểm anh chị cần quan tâm. Đấy, những đường led của nó thì vẫn rất là hoàn hảo từ phần bậc lên xuống. Ghế trang bị chỉnh điện hai bên và có trang bị nhớ ghế. Xe vẫn có trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn như màn hình 12,3 inch, rồi đồng hồ thiết kế designer, hát kính, rồi là có những cái tính năng tiện ích như là các chế độ lái. Có đầy đủ để anh chị bạn có thể lựa chọn theo cung bậc cảm xúc của mình, có thể là điều chỉnh các chế độ lái phù hợp. Hệ thống máy móc của chiếc xe thì em sẽ mời anh chị các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để đánh giá kỹ hơn và thẩm định chất lượng chiếc xe nó giới thiệu cho anh chị các bạn. Đấy, em quay đủ hết các cánh cửa để các bác có thể tham quan và đánh giá. Những đường nét về phần bậc lên xuống này. Tổng quan chi tiết tem mác của nhà sản xuất nó vẫn còn nguyên đây anh chị này. Sản xuất là 2016 phiên bản nhập Nhật. Những thông số đầy đủ ở trên cánh cửa cũng vẫn còn nguyên. Đấy. Anh chị và các bạn mà xem cảm thấy ưng thì hãy liên hệ em, hoặc là có thể truy cập ngay tại web otoxehoi.com để xem thông tin thông số của chiếc xe cũng như là hình ảnh giá bán em cập nhật thường xuyên tại web. Có điều chỉnh em cũng đều cập nhật ở trên web rồi, nên các bác có thể xem nó dễ hơn, theo dõi thời điểm anh chị mua xe với cái giá tốt nhất. Và đây là những chi tiết về không gian khoang máy của chiếc xe với khối động cơ là 2.0 cho cái khả năng vận hành của chiếc xe. Nó cũng rất là mượt mà đi trong phố hay là đường trường. Chiếc Lexus RX 200T sản xuất 2016, làm bánh quãng đường là hơn 60.000 km. Bản nhập Nhật hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1.969 triệu, còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển. Mua xe trả góp nên các bác có nhu cầu hãy liên hệ em sẽ gửi thông tin cụ thể để anh chị bạn có thể tham khảo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.